tiếp tục mang cho mọi người cùng xem nha. Bộ 2 Toyota DC70 và đang giá cái mé. Rồi các bạn cho mọi người cùng xem ha. Đang cắt lúa vuông tôm nha các bạn ơi. Wow, cái máy đắt ở đây nó nồng ngay dữ lắm. Làm như cái đầu trong này nó lung á, quá trời xình luôn. Xình nhão không. Ổn về chuối chuối rồi. Mẹ ghê quá. Đang ủi. À, rồi rồi. Rồi có chuyện rồi. Rồi đây thấy gì ổng đậu luôn rồi trời. Rồi về lại luôn rồi. Mau vậy. Đây nè các bạn. Dữ lắm luôn mấy miếng này. Quá trời. Rồi về lại các bạn ơi. Rồi đây còn một máy mà chạy. Rồi lúc ngập luôn rồi trời. Rồi lúc cậy luôn rồi. Trời ơi nhúc nhích hồi lúc luôn. Rồi vô phương rồi. Ê làm như muốn lên được kìa Huy. Ráng rồi lên được không? Lên được thì ông này kéo đi, dữ lắm sâu rồi. Wow, còn ông này ông lội nè. Hết hồn không các bạn. Tiếp về kìa kìa. Đúng lắm sâu rồi bạn ơi. À. Trời ơi. Lợi quá nè các bạn. Quá sâu rồi, biết rồi. Đi, muốn lên à. Ồ, ngập lúc luôn. Nó để chút nổi không coi. Quá sắc luôn. Ồ, nhìn ra chết thì chết. Xém lên nè. Đó. Ồ, đúng lắm luôn. Ồ. Đã vài cái nó có thể lên. Nhiều đó mà nó lên. Nhập từ cái đó đúng không ạ?
máy này luôn á. Nước này nó lấy em danh cái mé luôn mà. Rồi đó. Rồi đó này. Mày mà ổng gan ghê hồn. Đó đúng là ổng chạy vuông cái con dạng tay các bạn ơi. Kìa. Ôi sập sập mé cái ngán chết luôn. Hốt cày cày luôn thấy không? Đâu có sợ đâu. Mình thì thấy mình ngán chết luôn. À, giống ở đây là ta xài 25170 không đó các bạn ơi. Giá hình như 7.000 á. Rồi cũng ngọt xanh luôn các bạn ơi, im quá à. Đúng rồi, tới đó lấy lên à. Á lội cái kìa. Đang đứng dưới vuông cái sâu lắm á nha. Cái vuông này bề ngang tới 5 mét lận nha các bạn. Cái cầu. Cái cầu này là phải 6 mét ngoài. Trời ơi, chiếc bé mưa làm cái gì nó hự cái kìa. Trời trời trời. Vô giữa kỳ vậy. Để hết đi luôn. Quá tay vậy. Ôi sụp cái. Rồi gì mà lầy đó hả? Rồi tài xế đứng rồi kìa. Trời đang chạy ngon lành vậy. Đây đang bị dẻo nữa nè. Ồ la này là. Trời ơi có nghiêng kìa. Ồ. Ghê vậy.